Thưa đại chúng, ngày hôm qua buổi chiều cho đến sáng hôm nay thì chúng ta mới thấy được mặt trời. Gần như suốt một tuần lễ vừa qua là không có một miếng nắng, phải không? Bầu trời rất là âm u. Thì cuối cùng thì chúng ta cũng tin tưởng và chứng minh một điều rằng là sau những ngày u tối thì sẽ có những ngày sáng lại. Và chỗ đó là cái ý nghĩa vô thường. Khi mà chúng ta nói đến vô thường thì không có nghĩa là vô thường chỉ ở nằm ở trong cái phạm vi tiêu cực. Vô thường cũng là tích cực. Ví dụ mình trồng một hạt cải mà nếu không có vô thường thì hạt cải làm sao lên cây cải. Mình nuôi con mà không có vô thường là lấy gì nó lớn, phải không? Cho nên nhờ vô thường cho con mình nó lớn lên. Nhưng mà vô thường để nhắc nhở mình, không phải là cái tính tiêu cực, mà để chúng ta có cái phần sống thật là chánh niệm trong mỗi giây phút chúng ta có được. Ngày mai này chùa sẽ có một tang lễ cho một em khoảng 40 tuổi thôi. Đêm đi làm về rồi mệt vô phòng nằm. Nằm mà theo gia đình thấy lâu quá em không lên ăn cơm uống nước gì hết. Thì xuống gõ cửa thì em nó đã đi rồi. Thì quý vị thấy không? Đó, vô thường là nghĩa là gì? Vô nghĩa là cái sự nghĩa là biến đổi trong tích tắc. Và khi chúng ta ý thức như vậy đó thì chúng ta trân quý những giây phút, những ngày tháng mà chúng ta có được. Cho nên nếu mà đại chúng có thể viết một câu treo ở trong xe, ghi ở trên nhà của mình, bất cứ nơi nào, mà nhất là nếu mà chúng ta là những người thường hay giận, hờn, trách móc đủ thứ đó, hãy viết một câu này lên: hãy trân quý những tháng năm còn lại, hay là hãy trân quý những tháng ngày còn lại. Mình còn lại bao nhiêu ngày tháng không biết. Cho nên cuộc sống có bao lâu mà hững hờ. Hững hờ là gì? Tức là mình sống buông trôi, không có những cái, không có một cái chủ đích, không có một cái niềm vui trong cuộc sống. Cho nên thí dụ mình, gia đình của mình là một, mình xây dựng hạnh phúc gia đình là cái chủ đích của mình, thì vì chủ đích hạnh phúc cho nên mình sẵn sàng bỏ qua những hờn giận, những trách móc. Mình có chủ đích đàng hoàng, mình có chủ đích rằng mình muốn một hạnh phúc gia đình, thì những cái râu ria kia mình phải cắt đi, những cái hờn giận, những cái trách móc. Thì nhưng mà ngược lại, để bồi dưỡng cho cái hạnh phúc đó là gì? Đó là sự tha thứ, lòng bao dung và đức hy sinh. Trong gia đình, trong cuộc sống phải có hy sinh. Không có hy sinh thì mọi việc không thể có mặt được. Mình hy sinh một chút thời giờ cho ai đó thì tự nhiên người kia có hạnh phúc, mình thấy người kia vui, mình cũng vui. Trong thời gian mà mỗi ngày ở chùa, ngoài khi mà tiếp khách, trả lời phone, hướng dẫn chúng tụng kinh, có lớp học với đại chúng, Pháp Hòa còn cố vấn cho nhiều Phật tử ở trên phone, những gia đình ở xa hay thậm chí người ta bệnh hoạn ở trong bệnh viện. Có một ông cụ ở Texas, khi ông vô bệnh viện thì bác sĩ nói là ông không còn sống bao lâu. Thì không biết sao người con gái tìm được cái số phone chùa rồi gọi qua đây và nói rằng ba tôi á, khi còn sống là nghe băng giảng của thầy rất là nhiều, và ông ước nguyện cuối đời, trong đời của ông là ông muốn gặp thầy được một lần trước khi ông chết. Bây giờ ba tôi sắp chết rồi, thầy có thể cho ba tôi gặp được không? Thì Pháp Hòa nghe vậy lật đật mượn phone có FaceTime gọi cho ông. Và khi kho thăm ông được có vài phút thôi thì hôm sau người con email lại nói ba tôi đã ra đi thanh thản sau khi được gặp thầy. Thì ở đây Pháp Hòa muốn nói rằng á, có nhiều khi mình ít tuôn có thì giờ làm cái này, nhưng mà thật sự ra nếu mình có thì giờ thì nên làm những gì mà mình thấy mình cần thiết mình làm. Và đó là cái câu mà cái câu kinh Pháp Cú thứ 87 mà hôm nay chúng ta sẽ học. Người trí bỏ pháp đen, tập tu theo pháp trắng. Bỏ nhà, sống không nhà, sống viễn ly khổ lạc. Đây là câu Pháp Cú thứ 87. Người trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng. Pháp đen là gì? Là những cái gì xấu. Cái pháp tức là cái phương pháp, cái cách. Mà nếu mà mình sống trong cái pháp đen thì mình cũng khổ mỗi ngày. Tại vì cái tâm mình hướng về cái đó.
Ví dụ như mình giận một người đó mà ngày nào mình cũng nghĩ tới họ, thì quý vị ngày đó mình sao? Mình buồn nguyên ngày, mình tức nguyên ngày, mà thậm chí uống nước cũng không trôi chứ đừng nói ăn. Nhiều khi uống nước cũng uống không nổi nữa. Có nhiều khi mình gặp người kia mà nói gặp cái mặt đó cái tôi no rồi. Có không? Đó. Cái đó Phật gọi là gì quý vị không? Trong bốn loại thức ăn đó, hồi nãy mình đọc trong cái giới thứ tư, bốn loại thức ăn Phật dạy trong kinh là đoàn thực, xúc thực, thức thực, tư niệm thực. Thì cái xúc thực á là cái tiếp xúc. Xúc thực là tiếp xúc, thức thực là cái nhận thức của mình. Có nhiều khi mình nhận thức sự việc nó như vậy cho nên mình bực bội lên, và mình nuôi dưỡng cả đời mình bằng những nhận thức đó. Có nhiều khi mình không biết gì về người ta hết á, mình chỉ nghe người ta đồn về người đó thôi, là mình ý thức, mình nhận thức người đó là như vậy. Rồi mình tức giận, mình chửi bới người ta. Rốt cuộc cái nhận thức mình nó là một nhận thức sai lầm, mà nó nuôi dưỡng mình hết ngày này qua ngày kia. Cho nên á, cái mà quan trọng nhất trong cuộc sống để có tình thương, có hạnh phúc là gì? Đó là sự hiểu biết. Mình có hiểu mình mới có thương, mình không hiểu thì mình không thể thương. Có những vị đến chùa ở tu tập xong rồi mới thấy trời ơi, hồi nào giờ con tưởng vô chùa sướng lắm, chỉ ăn rồi tụng kinh thôi. Không ngờ vô chùa làm còn hơn là ở ngoài nữa. Ở ngoài mình đi làm 8 tiếng ngày thôi, ở trong chùa là làm từ sáng tới tối, trừ những giờ tụng kinh, bái sám, học hành thôi, còn phải buông ra là làm. Mà ở trong chùa hầu như không có ai ngủ đủ 8 tiếng hết đó. Không có ai ngủ đủ 8 tiếng, người nào mà cao tay lắm là 5 tiếng, 6 tiếng là cùng. Nhiều hôm qua ở đây là bao nhiêu năm trời là cao lắm là 4 tiếng, thường là 3 tiếng. Mà còn không đủ thì giờ để mà làm việc. Bữa nào mà hạnh phúc lắm là được 4 tiếng đó. Cho nên người trí thì bỏ cái pháp đen. Mình là người có trí, đó là gì? Người biết thương mình thì đừng có nuôi mình bằng những cái nhận thức sai lầm về ai đó. Đừng có nuôi mình bằng những cái tiếp xúc phiền não đó. Có nhiều khi mình ăn đồ bổ rất là nhiều, nhưng mà một cơn giận lên thì tất cả những cái bổ dưỡng gì trong người mình nó mất hết. Đoàn thực là gì? Là những cái gì mình đưa vào cơ thể qua đường miệng của mình. Mình bỏ vô miệng, mình nhai, mình nuốt, mình uống, mình ăn, cái đó gọi là đoàn thực. Tức là thức ăn qua nhai nuốt. Nhưng mà có một loại thức ăn qua tiếp xúc thôi. Nhìn, thấy, nghe đó. Có khi nào mình thấy cái đó mình giận không? Thấy nó cái phát điên lên. Nghe nó cái tức lên. Đó, xúc thực không? Còn nhận thức gọi là thức thực. Có một loại thức ăn mà nó nuôi dưỡng mình, đó là tư niệm thực. Ví dụ một chú tiểu ráng đi học và nuôi một cái tâm niệm rằng mai mốt con sẽ trở thành một người tu giỏi để đi truyền bá Phật Pháp. Và cái ý chí đó sẽ nuôi một chú tiểu vượt tất cả mọi khó khăn, cố gắng học hành để mà trở thành một người hữu dụng cho Phật Pháp, cho đời. Đó là tư niệm thực. Một đứa nhỏ, ở đây có nhiều em Phật tử và biết lắm, nó thấy mẹ mình chết, ba mình chết với cái cơn ung thư mà không có thuốc chữa, và không biết làm gì cho ba mình, không phốt ba mình. Và khi sau khi ba nó mất, mẹ mất, nó quyết chí nó đi học trở thành một bác sĩ, để sau này nó có thể, dù nó không chữa bệnh hết cho người ta, nhưng mà nó đem cái tình thương và khả năng đó, nó làm xoa dịu cái người bệnh. Đó là tư niệm thực. Cho nên con người mình á, đừng có nghĩ rằng mình chỉ ăn không. Nhiều khi mình ăn nhiều mà không có chánh niệm là ăn bệnh chứ đâu có khỏe. Ăn mà ăn quá trời quá đất, mà ăn mà không có biết lúc nào, giờ nào mình ăn, lúc nào mình ngưng. Thí dụ khuya mà ăn nhiều quá đâu có tốt. Mặc dù ăn khuya là vui đó, xíu dẻ đó. Nhưng mà ăn khuya là không tốt. Tại ăn nhiều thì tối cơ thể mình nó làm việc nhiều, nó dễ sanh bệnh. Thí dụ mình hồi còn trẻ mình ăn cơm nhiêu cũng được, lớn chút rồi phải bắt đầu giảm lượng cơm lại. Tinh bột nhiều quá, con người mình nó nặng nề. Mà thật, bây giờ Pháp Hòa thấy vậy đó. Hồi bữa nào mà ăn hơn nửa chén cơm thôi là bắt đầu thấy mệt. Ngày chừng hai muỗng
dứt chừng hai muỗng, rồi còn như mình ăn rau ăn gì thì ok được. Mà hãy hơn bữa nào cơm ngon thức ăn ngon mà quá một chút là ăn vô nó mệt đó. Cho nên đó là đoàn thực. Nhưng mà ngoài cái đoàn thực, mình có ba loại thức ăn khác, đó là xúc thực, thức thực, tư niệm thực. Người mất á, người mất mình đem đồ ăn lên mình cúng á, họ là thức thực hay đoàn thực hay là xúc thực? Họ xúc thực thôi. Người mất là xúc thực thôi, ngửi thôi. Rồi mình còn sống mà mình bỏ miệng mình nhai, gọi là đoàn thực. Người Ấn Độ người ta lấy cái tay người ta vét tròn vậy, ta vo vo tròn bỏ miệng, đoàn tròn. Còn mình á, lớn cỡ nào bỏ, rồi khi nó vắt một cái vắt như vậy để vừa miệng, nhưng mà đưa vô miệng phải nhai nhỏ ra để nuốt. Tại cái hình thức mình nhai nhỏ như vậy đó, mình làm cho cái món ăn nó nhỏ lại, làm một dĩa xôi vậy đó. Nhưng mà đâu ai bưng nguyên dĩa xôi để miệng đâu, phải không? Lấy muỗng vít miếng vít xong để miệng nhai nhuyễn nữa nuốt. Hình thức đó là đoàn thực. Nhưng mà đoàn thực cũng phải chánh niệm, xúc thực cũng phải chánh niệm. Có những hình ảnh mình nhìn xong rồi nó tạo cho mình phiền não, tham đắm, giận dữ. Thức thực, nhận thức. Nhận thức cái gì mà nó làm cho mình hạnh phúc thì mình nên nhận thức. Còn cái gì mà mình nhận thức mà nó không làm cho mình hạnh phúc thì nên giảm nó đi. Tư niệm thực, người nào cũng phải có một cái tư niệm đó. Có một em Phật tử lại được nghỉ làm. Nghỉ làm em xin về chùa, ở chùa 10 ngày. Và quý vị biết 10 ngày đó em lên chánh điện em lại Phật. Một ngày lại 1.000 lại. Lại 10 ngày hết 10.000 lại. Nhưng mà mới đầu á thì bị căng thẳng lắm, không biết là mình làm được không. Nhưng mà lại tới ngày thứ 3, thứ 4 bắt đầu người mà nó thư giãn ra và mình thấy mình làm được. Giống như mình lại kinh á, hôm nay mình đang lại kinh á, mỗi chữ một lại. Chờ bữa nào mình nhìn cái nguyện của Phật mà nó dài thòn vậy cái mình nói, trời ơi lại chết mồ luôn. Nhưng mà đừng mình tư duy vậy cái nó làm nó bị stress. Thả lỏng người ra, cứ lại từng chữ thôi. Đã phát nguyện mình lại từng chữ rồi thì đằng nào cũng hết nguyện, mà mắc cái gì mà mình phải làm cho mình bị stress out. Buông thư cái đó ra. Thí dụ mình bệnh, bác sĩ báo cho biết bệnh rồi thì mình stress. Nhưng biết bệnh rồi giờ đâu làm gì được, thôi thả lỏng đi, rồi từ từ rồi chữa, rồi uống thuốc. Thí dụ vậy. Cho nên người trí bỏ pháp đen, mà bỏ cái pháp đen thì phải làm gì? Phải tu tập theo pháp trắng. Pháp trắng là những điều lành, điều thiện. Thí dụ Phật dạy trong kinh, con người mình nó có căn bản có 10 cái phiền não. Tham là 1, sân là 2, si là 3, mạng là 4, nghi là 5. Tham, sân, si, mạng, nghi là 5. Rồi thứ 6 là thân kiến, thấy sai về cái thân này. Thấy lệch một bên là biên kiến. Thấy trật cái pháp là tà kiến. Kiến thủ, rồi kiến giới cấm thủ. Mình thấy cái gì rồi mình cái nhận thức của mình chấp chặt vào cái đó. Không có đâu. Cái đó gọi là 10 cái căn bản phiền não. Mà khể mà cái nào nó khởi lên cũng chết hết. Cái nào nó khởi lên mình cũng cuộc đời mình nó cũng đen thui à. Tâm niệm mình mỗi ngày nó đen thui à. Mà quý vị thấy thường thường á, theo cái tâm lý con người thôi, thấy mà trời nắng, trời trong, cái mặc dù ngoài lạnh không biết, nhưng mà mình nói chà nắng dày chắc ấm à. Và nó làm cho mình phấn khởi, đi đâu cũng thấy có một chút phấn khởi muốn đi. Còn nhìn trời nó âm u, nó buồn tẻ quá, sợ hãi không dám đi. Pháp đen, pháp trắng. Quý vị nhớ hai câu này, mai mốt mà học trong kinh đó, thấy câu nào Phật nói pháp đen là biết cái này cái gì, nó thuộc về cái gì không hay, không tốt, phiền não đó. Pháp trắng là những gì lành thiện. Người trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng. Bỏ nhà, sống không nhà là đời sống của ai? Đời sống của người xuất gia. Cho nên chữ xuất gia là vậy đó. Xuất là ra khỏi, gia là cái nhà. Xuất gia là ra khỏi cái nhà mà mình đang ở đó, gọi là xuất gia. Nhưng mà cái nhà đó là một biểu tượng. Nếu nói về hình thức sống, mình rời khỏi cái nhà thế gian để mình đi vào cái nhà đạo,
cũng là cái nhà thôi, nhưng mà hai cái environment nó khác, hai cái môi trường nó khác. Nhưng mà có một cái xuất gia rất là quan trọng mà người tu nào cũng phải làm cho được, đó là xuất phiền não gia, ra khỏi cái nhà phiền não. Chứ không phải là cái nhà mình đang ở không đâu. Nhiều khi mình ra cái nhà đó, mình vô cái nhà phiền não, mình sống còn khổ hơn nữa. Cho nên không có cái nào mà ra tốt cho bằng, hay cho bằng ra khỏi được cái nhà phiền não. Cho nên xuất gia có ba nghĩa, nhưng mà giờ mình lấy hai nghĩa đi: xuất thế tục gia, xuất phiền não gia, ra khỏi cái nhà mà làm cho mình bận rộn phiền não. Cho nên người tu nào mà còn hờn giận hoài, đó là chưa đúng nghĩa của chữ xuất gia đó. Xuất gia thôi mà còn chưa làm được cái đúng nghĩa đó. Thí dụ lỡ mình đi xuất gia rồi mà mình cứ giận người này giận người kia hoài, phiền não hoài cả ngày vậy đó, đó là mình biết là mình làm trật cái nghĩa của chữ xuất gia rồi đó. Mình làm được cái nghĩa thứ nhất, bỏ cái nhà nhỏ vô cái nhà bự. Bỏ cái nhà hai người chọc mình giận vô đây, tìm nguyên một nhóm người chọc mình buồn mình giận, tại đông hơn. Tại mình đã bản chất, cái gốc mình đã giận rồi thì ai mình cũng giận được hết, ai mình cũng buồn được hết. Bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khổ lạc. Tức là mình sống mà mình ly, tức là lìa đó. Viễn là xa, viễn ly tức là mình lìa xa cái pháp mà nó vui buồn. Đây là tượng trưng cho gì? Cái tâm lý không bình an của mình, emotional của mình đó. Mỗi ngày cứ vui buồn, rồi giận, rồi ghét, rồi thương vậy đó. Phật giáo gọi là thất tình. Thất tình đây không phải là mình bị ai hất hủi, mình bị thất tình. Chữ thất đó là mất. Còn chữ thất ở đây là bảy thứ tình cảm, cảm giác mà nó xuất hiện trong tâm thức của mình mỗi ngày. Mừng giận, buồn vui, thương ghét, muốn, bảy thứ. Nó mỏng dánh rồi, như con nhìn như cái màn của nhện vậy đó. Cho nên ngài Huyền Trang có một vài lần đi trên đường đi thỉnh kinh gặp bảy con nhện. Bảy con nhện nó giăng lưới ra, nó bao vây ngay đó. Con nhện đó là tượng trưng cho, bảy con nhện đó là tượng trưng cho thất tình đó. Rồi, câu thứ 88: hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch, cấu uế từ nội tâm. Cái tuần lễ này Pháp Hòa cũng khuyến thỉnh đại chúng, nếu mà ai có thể phát tâm ăn chay một ngày hai ngày tùy khả năng của mình, rồi mỗi ngày mình dành một chút thời gian của mình ra niệm Bồ Tát Quan Âm, hay tụng kinh, hay trì chú, hay là theo chương trình của chùa online tụng kinh lễ Phật, đem hết cái tâm tư của mình cầu nguyện cho cuộc chiến giữa Nga và Ukraine sớm chấm dứt. Đó là một cái cuộc chiến mà chúng ta thấy ở một quốc gia nào đó, nhưng mà có thể chúng ta không tự thấy một cuộc chiến ở tự tâm của mình, hay là ngay trong nhà của mình. Mình mong hai bên nó đàm phán đi cho chấm dứt chiến tranh, nhưng mà có thể trong cuộc sống mình chưa làm được cái chuyện là đàm phán giữa mình với người thương của mình. Mà trước kia vốn không là phải kẻ thù, có thể là hai vợ chồng đó, có thể là hai mẹ con đó, có thể là hai anh em đó, mà sao giờ mình lại có chiến tranh, mình không đàm phán được. Thế thì cái thế giới chiến tranh đó là cái chuyện lớn lắm, nhưng mà mình có một cái chiến tranh nội chiến ở trong nhà mình, chiến tranh của mỗi người mình, và mình không ngồi lại được với nhau, mình không đàm phán được. Mình không đàm phán được giữa hai người thì cái chuyện mà hai quốc gia đàm phán là cái chuyện đó là đại sự lắm. Ở đây mình không có dám bàn cái chuyện đó, nhưng mình nói lấy một cái ví dụ đó để mình nói cái chuyện mà đằng đời sống của chúng ta đây. Hãy cầu vui niết bàn. Vậy thì đại chúng thường nghe Pháp Hòa giải thích hoài chữ niết bàn phải không? Niết bàn không phải là nơi chốn đợi chết mà tới. Niết bàn là khi trạng thái an lạc của lòng mình, của gia đình mình. Hôm nào mà gia đình mình á không có chiến tranh, không có gây gổ, có thấy vui không? Thấy an ổn không? Đó là niết bàn đó. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục
không sở hữu. Đây là hai cái tu tập. Lìa bỏ những cái tham muốn bình thường và biết rằng không có cái gì nó thật sự nó thuộc về quyền sở hữu của mình hết. Tạm thôi. Ví dụ bây giờ quý vị bước vô chùa đây, quý vị hỏi cái chùa này của ai? Đơn giản thì mình nói ô của ông thầy. Nhưng mà mình nghĩ cho kỹ, ông thầy không có gì đâu. Đây là của đại chúng. Các vị hùng vô người một chút để xây nên nay mấy thầy là ở ké thôi. Có cái tiếng là trụ trì chứ giữ chùa. Trụ trì là giữ chùa, người giữ chùa. Rồi bây giờ mình nói cái thân này của mình nè, mà thật sự phải của mình không? Không. Thân này là thân mượn. Hồi sáng giờ mượn mấy ly nước rồi, mượn mấy chén cơm rồi. Hơi thở mình hít vô là mình mượn nè, thở ra là trả nè. Mượn trả trong từng hơi thở. Một chén cơm mình mượn vô, 2 tiếng sau ra trả. Khát nước mượn ly nước, 1 tiếng sau trả. Ăn cũng trả, uống cũng trả, thở cũng trả. Không phải của mình. Một lúc nào tất cả nó đứng dậy, nó biểu tình hết, mình nằm đơ đó ra. Đất nước gió lửa nó biểu tình, nó nói giờ nó không có hợp tác nữa. Vậy thì mình là một ông chủ. Đức Phật nói trong kinh Đại Bát Niết Bàn á, cái thân này là một cái giỏ đựng 4 con rắn. Rắn nước, rắn lửa, rắn đất, rắn gió. Trong cái giỏ này nè, trong cái giỏ sách, trong cái giỏ này có 4 con rắn. Mình là ông chủ giữ con rắn, giữ 4 rắn đó. Mẹ con rắn nào mà nó chiến tranh với nhau là mình làm cái chuyện đàm phán. Thí dụ như con rắn lửa nó thắng, nghĩa là mình bị fever, bị nóng sốt, thì mình đàm phán với con rắn lửa nó thôi đừng sốt nữa, kiếm bột sắn uống vô. Kiếm nước mát uống vô, làm cho con rắn lửa nó hạ xuống. Rồi bữa nào mà con rắn nước nó thắng là mình lạnh run, thì phải kiếm nước gừng cái gì đó uống vô để cho con rắn nước nó đừng có hành mình nữa. Mình là một ông chủ giữ 4 con rắn trong cái giỏ. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn Đức Phật ví dụ như vậy. Mình là một ông chủ, cái thân này là một cái giỏ đựng 4 con rắn: đất, nước, gió, lửa. Nên bản thân mình cũng không sở hữu được thì sở hữu cái gì giờ? Bây giờ là mỗi nước, thí dụ như đất này hồi xưa cũng đâu phải của mình đâu. Giờ mình lấy tiền mình mua cái này, cái mình sở hữu miếng đất này. Hay là nói cách khác, mình mua một cái nhà nhưng mình chưa trả hết, thì cái nhà đó thật sự sở hữu của mình chưa? Chưa, sở hữu của nhà băng. Trả đủ thì có thể đó, có một tờ giấy chứng nhận đây là miếng đất của mình, tạm thôi nha. Giữ được mấy mươi năm thôi nha. Mà cái giấy đó có giá trị trên thế gian này, đi đâu mà trình cái là người ta sợ nó à, của mình. Như cái giấy này mà copy 10.000 tờ rải trong quan tài đem xuống dưới cũng vô ích, tại dưới nó đâu có xài giấy này. Cho nên cái gì của trên đời này là mình không đem được gì hết, cho nên mình phải ý thức. Đức Phật có dạy trong một bài kinh ngắn nữa, phải quán tưởng rằng tôi không có sở hữu bất cứ một cái gì hết. Những gì tôi trân quý hôm nay, ngày mai này tôi sẽ xa lìa và buông bỏ. Tôi không thể nào tránh được giờ phút xa lìa và buông bỏ ấy. Cho nên là Đức Phật dạy mình để làm chi? Để mình sống có niết bàn. Quán hết mấy cái đó. Nãy giờ Pháp Hòa trích trong kinh không đó. Quán này, quán kia, quán là gì? Nhìn cho kỹ, thẩm thấu nó. Thẩm thấu nó rồi thì tâm bình an, có tịnh lạc. Thí dụ bây giờ người ta lấn lướt mình, mình suy nghĩ đi, thôi cũng anh em trong nhà không mà, cũng bạn bè không mà, cũng người quen không mà, thôi kệ đi, mình lùi một bước đi. Cái mình nói một câu, lùi một bước biển rộng trời cao, nhẫn một lúc phong điều gió thuận, nhẫn nhất thời phong bình lãng tịnh, một lần nhẫn là sóng yên gió lặng, thoái nhất bộ là hải khoáng thiên không, lùi một bước là biển rộng trời cao. Có nhiều khi mình nghĩ như vậy. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu. Kẻ trí tự rửa sạch, cấu uế từ nội tâm.
Hồi nãy mình đọc cái câu đó, bao nhiêu lầm lỗi cũng do tâm, tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm. Vậy thì tất cả mọi lỗi lầm từ đâu ra? Từ tâm. Mình cứ nghĩ là người ngoài làm cho mình, nhưng mà thật sự ra ngoài nó không ăn thua gì hết trơn á, tại mình dính nó. Ví dụ như mấy em nhỏ đó, nó thấy chậu này không có gì bình thường lắm, nhưng mà người lớn mình nó thấy hơi dính hơn chút nha, trời ơi tắt nha, cái nhịn này cái nhớ Việt Nam. Rồi mình còn nghĩ gì, cái này hả, vắt uống nước ngon lắm à. Đối với mấy em nhỏ nó không biết sử dụng, nó không có gì đặc biệt, hình ảnh kỷ niệm gì, nó đi ngang thấy bình thường. Còn đối với mình là hơi dính mắt chút á, phải không? Cho nên cái cây này nè, vốn nó không mời gọi gì mình mê nó hết á, nhưng mà tự mình dính nó. Cho nên cái cảnh bên ngoài vốn nó không có làm gì mình hết á, nhưng mà tự mình dính. Thí dụ như người ta đang ngồi vậy đó, đâu mắc mớ tới mình đâu, đi ngang ghét rồi, ghét mình chưa đủ, kiếm người ghét phụ, khiêu cái coi thấy ghét không. Mình phải kiếm người ghét phụ với mình mới chịu. Thành thử ra luân hồi cả chùm là vậy đó. Trong kinh Lăng Nghiêm mà Đức Phật nói là có, ở bên Ấn Độ nó có một cái loại trái mà nó mọc một chùm là 6 trái, nó dính chặt với nhau. Thì cái trái đó đó, bên Ấn Độ ta kêu là Akshwa. Akshwa là một loại trái mà cái loại này nó dính chùm với nhau. Thì Đức Phật ví dụ những cái chằng chịt của phiền não của với nhau đó, nó giống như là một cái chùm trái đó vậy đó. Đó, thí dụ có bao giờ mình ghét cái người đó mà mình không ghét luôn bà con đó không? Có, nhưng mà ít trường hợp đó xảy ra. Nó thường là mình ghét luôn bà con đó, mình không ưa má đó, rồi mình gặp nó mình cũng không muốn cho nó ăn. Khi coi được đôi khi mình còn phải đính chánh nữa chứ, thấy nó là thấy thương mà nghĩ tới má nó thấy ghét à. Nghĩ tới mẹ nó và ba nó và nội và ngoại gì ghét, cái đó phải ác xoa không, chùm gì đó. Giờ cái câu ca dao Việt Nam nói, thương ai thương cả đường đi, không ghét ai ghét cả tôn ti họ hàng, thương nhau là sao, cao sáu bổ ba, cái cao trái tra cao người ta sáu, mình thương quá bổ ba thôi, nhưng mà ghét nhau rồi á, cao sáu bổ ra làm 10. Mình không thương rồi đó nghe, trời ơi chi chích từng ly từng tí, nó ngồi nó ăn mình cũng ghét, nó ngồi nó tụng kinh mình cũng ưa nữa. Nó tụng kinh đó mình cũng ưa nữa, nhưng mình thương nó rồi á, trời ơi tụng kinh ngồi thấy thương ghê vậy đó, gặp cái ăn gì không con. Còn mà không ưa rồi á, bỏ mặt. Dạ. Cho nên Đức Phật là người thầy có cái tuệ giác. Và khi mà Ngài thấy những cái đó, cái trái này Phật cũng nói được bài pháp, cái pháp này Phật cũng nói được bài pháp. Cho nên Đức Phật gọi là gì? Thế gian giải. Một trong 10 hiệu của Ngài đó. Bậc có thể nhìn thấu thế gian và giải đáp tất cả những gì đang xảy ra trong thế gian. Thế gian giải. Nhưng mà mình giải cái nghiệp của cái pháp của thế gian rồi, phải có cái gì nữa? Phải có thiện thệ, khéo vượt. Thấy nó vậy đó, nhưng mà vượt được hết. Cho nên cuộc đời này nó có khó, nhưng không có nghĩa là không làm được, khó thôi mà. Ngài Hòa Thượng Tuyên Hóa đó, Ngài có giảng cái chỗ này, Pháp Hòa nhớ Ngài dạy. Khó không có nghĩa là không làm được. Đâu phải là bất khả đâu, đâu phải là không thể đâu. Khó thôi. Cho nên đó, trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương có câu nè, nhân hữu nhị thập nan, người đời có 20 cái khó. Nghèo mà bố thí là khó. Người ta giàu người ta bố thí là dễ phải không? Giờ mình nghèo không có tiền, vậy mà ráng chi chích làm sao bố thí, làm được không? Làm được, nhưng mà khó. Khó ai làm được lắm. Tại vì ta nghĩ theo cái thuận thôi, dư mới cho chứ, thiếu thì đó chỉ cho. Thậm chí có những người, người ta có đó, nhưng mà ta còn nghĩ sao? Cho hết lấy gì ăn. Nhưng mà cái người mà ta nghe, cái người mà ta có của, ta nghĩ khác à, ăn hết lấy gì cho. Cái người trí là cái biết. Kẻ trí tự rửa sạch, cấu uế từ nội tâm. Cấu uế tức là những cái bợn nhơ nó từ trong lòng mình. Ở đây người ta hay uống thuốc detox.
để cleansing cái body. Lâu lâu mình nhịn ăn vài ngày, mình uống nước ví dụ như đó, để mà thanh lọc cơ thể. Hay là thậm chí mình ăn, mình uống trái cây, mình ăn trái cây gì đó để là thanh lọc. Thì chúng ta cũng vậy, một tháng hay là mỗi ngày hay mỗi tuần phải thanh lọc cơ thể. Đại chúng thanh lọc cơ thể mỗi ngày là gì? Bằng một thời kinh, bằng một bài pháp. Còn nếu mình không có thời gian thì thanh lọc tuần lần, thứ bảy chủ nhật mình đi chùa, mình tụng kinh, mình nghe pháp, những cái lời kinh nó thấm trong tâm mình, thanh lọc những cái cẩu dơ trong tâm mình. Mình đi thoát cái thân thôi, nhưng mà cái thân mà nó có bệnh, nó không có khổ bằng cái tâm bệnh. Cái tâm bệnh mới khổ. Bây giờ quý vị nhìn con mình, mình thấy nó bệnh mình khổ không? Nó khổ một mình khổ mười, tại vì mình là mẹ, mình là người thân, mình thương con, mình không muốn con mình khổ. Cho nên thấy con mình khổ, tâm mình khổ dữ lắm. Mà thấy nó vui là mình vui. Cho nên hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục. Dục là gì? Dục là tham muốn. Nhưng mà đây là những cái tham cầu mà không phải là những cái nhu cầu trong cuộc sống. Cho bỏ được cái đó thì, và đồng thời cho dù có đi nữa cũng phải biết rằng không có gì nó thuộc về sở hữu của mình trọn vẹn hết. Có đó mình làm cực khổ ra đó, nhưng mà lửa cháy cũng có thể mất. Người ta vô người ta trộm cắp cũng có thể mất. Thậm chí tai nạn xảy ra đến với mình cũng không giữ được gì hết. Đó là hai câu pháp cú mà chúng ta học hôm nay. Câu thứ 87, câu thứ 88. Xin đọc một lần cho đại chúng nghe để trước khi chúng ta chấm dứt. Kẻ trí bỏ pháp đen, tu tập theo pháp trắng, bỏ nhà sống không nhà, sống viễn ly khổ lạc. Hãy cầu vui niết bàn, bỏ dục không sở hữu, kẻ trí tự rửa sạch, cấu uế từ nội tâm. Người trí là phải tự mình mỗi ngày thanh lọc thân tâm của mình, để làm sao cho thân tâm mình được tĩnh lặng. Mà khi tâm thân mình được sạch á, Phật gọi là niết bàn. Và cái câu chúng ta thường đọc vậy đó: tội từ tâm khởi, đem tâm sám. Tất cả tội lỗi do tâm nó khởi mà. Thì bây giờ ý thức được, lấy cái tâm đó ra sám hối. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Cái chỗ này Pháp Hòa hay giải thích, nhưng mà có nhiều vị Pháp Hòa thích hay giải cái chỗ này để đại chúng thấy cái sự thực tập nó rất là dễ. Ví dụ như hồi đó mình có thích, mình có một mình có thói quen là ăn cắp đi. Thấy gì của ai để cũng ăn cắp đó, đó. Cho nên á, đây vật để đây nè. Này là cái nhân, mình là có cái chủng tử ăn cắp rồi nghe. Cái viết này để đây là cái duyên cho ăn cắp nè. Trời ơi, tôi đã ăn, tôi có cái tật ăn cắp rồi mà có để đồ tốt cho tôi thấy hoài. Duyên ăn cắp. Xong rồi nghĩ cách nào ăn cắp ta. Cái cách nào mà ăn cắp gọi là cách thức ăn cắp. Ba cái đó nó hợp tác với nhau. Mình thích ăn cắp, vật sẵn có để ăn cắp, duyên với cái cách mình nghĩ ra được, ba cái đó nó hợp lại cái thành ra tội ăn cắp. Đây là cái vật đó làm cho mình là tâm, tất cả tội lỗi do tâm sanh phải không? Bây giờ thế nào gọi là tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu nè. Bây giờ không có còn cái chuyện ăn cắp nữa. Ai để cái đồng hồ thiệt mắc tiền ở đây cũng không mất. Mình thấy cảnh đó như bình thường. Đó. Cho nên cái cảnh bây giờ nó có trước mặt đây mà mình không bị dao động, mình không bị cuốn lôi, cái đó gọi là tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Bây giờ tôi không còn có cái thói quen ăn cắp nữa thì ai có để cái gì tôi cũng bình thường. Như người mà bỏ được thuốc rồi đó, giờ ai có hút cỡ nào, mời cỡ nào, anh cứ thoải mái đi, tôi không có bị lôi cuốn gì nữa hết. Là tôi bỏ rượu rồi, bây giờ anh có uống cỡ nào, có mời cỡ nào, tôi cũng không uống. Tâm được tịnh rồi, tội liền tiêu. Tại vì hồi xưa là mình bị gì cuốn lôi. Nhiều khi mình mới ngửi mùi thôi nó chạy tới. Còn bây giờ ai trước mặt cũng không bị dao động. Thôi thì đó là hai câu Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng, để chúng ta hiểu được cái câu kinh, rồi chúng ta ứng dụng trong cuộc sống. Thưa đại chúng, sáng hôm nay mình học kinh Pháp Cú, phẩm thứ 8,
Phẩm này có tên một chữ thôi là phẩm ngàn. À, chữ ngàn ở đây á, tiếng Anh dịch là thousand. Và chữ ngàn theo nghĩa của mình là gì? Tức là số lượng. À, tiếng Hán gọi là thiên. À, 100 là bách, ngàn là thiên, 10.000 là vạn, 100.000 là ức. Đó là những cái chữ thường thì mình nói là thiên này không phải là trời, chữ thiên này là ngàn. Thì cái phẩm ngàn này á, là bởi vì thu gom lại khoảng 15 câu của Phật dạy, nó liên hệ đến cái con số giữa nhiều và ít. Thì cái nhiều á, là được đưa ra ví dụ như 1.000, ít tức là có thể là một câu hay một việc. Ở đây đem con cái chữ này ra để mà ý muốn nói rằng dù mình làm 1.000 việc gì đó không bằng mình mà không có ý, không có ích lợi, không bằng mình làm một việc thôi nhưng mà nó rất là ít. Thì cái chữ ngàn ở đây là để nói về cái số lượng. Thì số lượng thì cũng tốt, vui, đâu có sao. Nhưng mà trong số ngàn đó đó, ít nhất chúng ta phải tìm ra được một người có chất lượng. Thí dụ giờ đệ tử 1.000 người, nhưng mà có được chừng 1 người, 2 người mà giỏi thì người đó là người có chất lượng. Hay là bây giờ mình nấu 1.000 món ăn hay là 100 món ăn, nhưng mà không có cái món nào làm cho người ta dễ ăn và no hết, không bằng mình nấu 1 món, 2 món mà người ta ăn ngon mà đủ no. Đại khái là vậy. Cho nên ở đây con số ngàn này là tượng trưng cho cái số lượng. Mà cái điều Phật muốn nói là từ ở trong số lượng đó chúng ta tìm ra được một cái gọi là chất lượng. Tạm hiểu là vậy ha. Thì cái câu pháp cú này nó có 3 câu thôi, 15 câu. Nhưng mà Phó Hòa đọc trước với đại chúng là 3 câu đầu để mình thấy cái sự liên quan với nhau. Dầu nói ngàn ngàn lời nhưng không gì lợi ích, tốt hơn một câu nghĩa nghe xong được tịnh lạc. Câu này là câu thứ 100 ở trong phẩm ngàn. Câu này là câu thứ 100 trong kinh Pháp Cú. Đại chúng nhớ là kinh Pháp Cú có 420 mấy câu, mà từ hôm đó tới nay mình mới học có 100 câu. Thì câu thứ 100 là dầu nói 1.000 lời, đơn giản là dầu nói 1.000 lời nhưng không lợi ích, và không có lợi ích, nói 1.000 lời không lợi ích, tốt hơn nói 1 câu mà người ta nghe xong người ta được tịnh lạc. Đó là câu thứ 100. Câu 101, dầu nói 1.000 câu kệ nhưng không gì lợi ích, tốt hơn nói 1 câu nghe xong được tịnh lạc. Giờ mình nói 1.000 câu kệ, câu kệ tức là 4 câu như cái câu này vậy đó. Mình đọc nhưng mà người ta nghe, người ta không có hiểu, người ta không có thấu, người ta không có thực tập được gì hết, thì không bằng mình nói 1 câu mà có cái ý nghĩa, người ta nghe, người ta có lời lạc. Dầu nói 100 câu kệ nhưng không gì lợi ích, tốt hơn nói 1 câu nghe xong được tịnh lạc. Đây là 3 câu kinh Pháp Cú bằng cái thể và kệ câu thơ. Còn quý vị mà đọc trong cái bản văn Trường Hàn á, thì nói là dầu đọc 1.000 bài kệ không bằng mình đọc 1 câu mà có ý nghĩa, có lợi ích. Hay là đầu dù tụng 1.000 câu kinh không bằng mình tụng 1 câu mà nó có lợi ích. Thí dụ vậy. Thì ở đây 3 câu này cái ý nó giống nhau. Nghĩa là dù mình nói 1.000 câu hay là 1.000 kệ, nhưng mà những câu mình nói, 1.000 câu mình nói, nó không mang lại cái lợi ích gì cho người, không bằng mình nói 1 lời mà có lợi ích. Có một cái câu chuyện cổ tích nhưng mà nó mang cái ý nghĩa cũng hay. Thì ngày xưa có một cô gái thì nhan sắc thì cũng đẹp, nhưng mà cô chỉ có mỗi một cái bệnh á, là cô nói nhiều. Cô nói mà nói từ sáng cho đến tối nói không ngưng. Mà cái người khổ đau nhất chính là cha mẹ của cô, tại vì cứ phải nghe cô nói suốt ngày.
cổ đi học thì bạn cũng ngồi là xa xa thôi, mà thậm chí người ta không gặp, không dám gặp nữa, tại vì cổ nói mà người ta nghe không hết. Cho nên quý vị cứ tưởng tượng không ai hỏi cổ mà cổ cũng nói, thì huống hồ chỉ hỏi một cái là bấm ngay nút, cổ nói là còn dữ nữa. Cho nên là không ai dám nói chuyện với cổ, dù rất muốn hỏi cổ chuyện gì đó, nhưng mà người ta biết hễ người ta bấm đúng đài cái là cái đài này nó nói không có dừng. Cổ có cái bệnh đó. Thì cuối cùng á, cha mẹ cổ chịu cô hết nổi rồi mới đuổi cổ đi. Thì trong khi mà cổ buồn tuổi, cổ đi lang thang, cổ đến một bờ biển, cổ ngồi cổ khóc. Thì không biết làm sao cái tiếng khóc của cổ nó lại động tới một anh chàng đang ngồi làm cái nghề chài lưới ở gần cái bờ biển đó. Thì anh này mới lên tìm làm quen, và cuối cùng mới biết tự sự là cô này do nói nhiều mà bị đuổi. Anh này cũng động lòng, thứ nhất là cô này cũng đẹp, cái thứ hai là nói chuyện cũng dễ thương, tại anh mới nghe mà. Rồi thì xong rồi cuối cùng anh này thấy tội quá, anh này nói thôi bây giờ tôi muốn cưới em làm vợ được không? Cái cô này là đang bị đuổi không có chỗ ở, mà giờ được một người chịu cưới mình mà khỏe quá rồi. Nhưng mà cổ thấy anh có chịu nổi tôi không? Tôi nói nhiều lắm á. Thì anh này mới nói không sao, anh mồ côi cha mẹ từ nhỏ, hồi nào giờ anh buồn lắm, chỉ có cái tiếng sóng biển là tâm sự với anh thôi. Bây giờ có em mà về nhà mà em nói rỉ rả vậy cũng vui nhà vui cửa. Rồi thì đám cưới. Sau khi đám cưới xong, đúng một tuần lễ hưởng tuần trăng mật, anh này bắt đầu mật không thấy mà thấy toàn là muối và chanh là gì, ảnh nghe hết nổi rồi. Mà ảnh dần sau giờ lỡ cưới rồi. Thì cuối cùng cái ảnh chỉ muốn đi sớm về muộn thôi, để chi? Để được trở về với những ngày tĩnh lặng của cái kiếp độc thân. Giờ tự nhiên rước người về nhà mà mình vừa đi làm về mệt mỏi, còn phải nghe cái tiếng cổ rỉ rả, mà cổ nói gì đâu không, mà không có gì ra gì mà cổ nói suốt ngày. Thì một ngày nọ vô tình anh cứu được một cá thần, một bà tiên gì đó. Thì cái bà tiên này mới nói với anh á là bây giờ cho anh một cái ước nguyện. Thôi bây giờ bà tiên mới giục cho anh một cái ngọc ước nguyện để trong túi đem về. Thì anh cũng chưa biết ước nguyện gì, cứ để túi thôi. Thì đi về tới nhà cái bắt đầu vừa vào gặp mặt cái bắt đầu cổ sổ, cổ hỏi này, cổ hỏi kia gì lung tung hết. Vừa thì khi mà ổng nghe nó mệt mỏi quá, cái ông nói trời ơi bà nín giùm tôi được không, phải chi mà bà nói mà té vàng té bạc ra được á tôi cũng mừng. Thì vừa nói dứt câu đó đó thì bắt đầu lẻn kẻn tiền nó rớt ra, tại vì cái đó như một ước nguyện rồi. Cái đó như một ước nguyện rồi, phải chi mà vợ tôi mà nói mà ra vàng ra bạc thì đỡ quá. Thì như một ước nguyện, thì cái ở trong túi áo anh nó sẵn cái ngọc ước rồi, cho nên anh ước một cái là được liền. Cái tự nhiên bà vợ bà thấy lạ, tại sao mình nói chuyện mà tiền nó cứ văng ra, mà bà đâu có chịu nín đâu, bà vừa lụm tiền bà vừa hỏi ủa chuyện gì xảy ra mà bất cứ bà nói vậy là tiền nó cứ tiếp tục nó ra vậy đó. Một lát sau thì quý vị biết không có bao lâu sau thì cái nhà này bây giờ nó không còn chỗ đi, bị tiền bạc cát nó đầy hết trơn rồi, nó lên tới trên giường nó sập luôn cái giường, không còn ngủ nghỉ, không còn gì nồi chảo gì trong nhà, bít bùng hết. Thì cái ông này ông buồn, cái ông thấy thật không ổn rồi, chạy ra ngoài biển trở lại. Nó tiên làm ơn tiên giúp con đi, bây giờ con ngoài cái tiếng con vợ con còn nghe lẻn kẻn mọi ngày hai cái tiếng luôn, con chắc chết, xin cho con lại cái ước khác. Thì ông này mới suy nghĩ một hồi thì tiên mới nói thôi bây giờ con về con nói với vợ con á là khi nào mà nó nín, nó nói được chừng 5-3 câu mà có nghĩa lý á thì rớt ra ăn đồng. Để chừng tuần lễ sau ông chạy ra ông nói không được ông ơi, bây giờ là nó 5-3 câu nó mới rớt ra ăn đồng mà nó cũng liên hồi bất tận. Lâu con đang ngủ, cái đang ngủ ngao ông vậy cái nó mới cái nó nói 2-3 câu cái tiền rớt cho mặt con. Rồi thì bà tiên cho ước thứ ba là ước đó. Bây giờ tiên mới nói thôi bây giờ đó con về con nói với vợ con á, nó nín suốt ngày đi, rồi chiều về nó nói câu nào mà có nghĩa có lý ra đựng đồng.
Thì đâu chừng 2 tuần lễ sau thì ông chạy ra gặp Tiên, nói Tiên ơi, bây giờ con khổ quá, vợ con nó nín quá, nó phát ứ, nó bệnh rồi. Bây giờ người nó phù hết trơn, bây giờ nó không nói được, nó ứ hơi giờ người nó phù hết trơn, mà bây giờ là con nó không có nhúc nhích gì nổi hết, mà ăn cũng phải đút nữa, thôi khổ quá. Thì cuối cùng á, nghĩ được một chập rồi, Tiên mới nói thôi bây giờ con về con nói lại, là khi nào vợ con nói ra một cái câu gì hay và có ý nghĩa thì mới rớt ra 1 đồng. Thì quý vị biết là thường cái người mà nói một câu có ý nghĩa, nói một câu có hay thì phải trải qua một khoảng thời gian làm gì? Suy nghĩ. Phải không? Đó. Cái người mà người ta nghe thật kỹ ai muốn nói gì thì người đó phải lắng để nghe. Người không lắng làm sao nghe? Cho nên ngay cả tiếng Việt mình chúng ta nói hàng ngày đã nhắc nhở chúng ta rồi. Muốn nghe thấu đáo anh phải lắng xuống, gọi là lắng nghe. Mà thường thường mà nói nè lắng nghe tôi nói, mà ồn như cái chợ vậy thì lấy cái gì mà hiểu hết. Cho nên muốn nghe cho thấu đáo phải lắng xuống. You only can listen deeply until you calm yourself down. Mình không có lắng xuống làm sao nghe. Thì bây giờ cái cô này cũng vậy. Một cái người mà người ta có những cái lời nói hay là phải có những cái tư duy sau một cái khoảng thời gian. Thường á, Việt Nam mình hay nói á, uống lưỡi 7 lần trước khi nói. Uống lưỡi 7 lần. Tại sao uống 3 lần chưa đủ? Nếu mà mình, tại vì cái khoảng thời gian mà chúng ta trước khi nói là chúng ta phải có một cái suy nghĩ rồi mới nói. Đó là cái câu chuyện. Rồi cuối cùng á, cái cô này á, là cứ mỗi một ngày á, hoặc là 2-3 ngày cổ mới ra được 1 đồng. Rồi 1 tuần lễ 10 ngày vậy gom được một số tiền. Hai vợ chồng sống rất là yên ấm. Tại vì ít tiền nó sống đủ rồi. Mà giờ yên ấm là ông không phải rầu rĩ với cái lời nói hàng ngày mà vô ích. Cho nên người xưa hay nhắc á, người ít nói không phải là người nói ít, mà là không nói những lời vô ích. Người ít nói không có nghĩa là nói ít, mà là không nói những lời vô ích. Tại vì mình nói nhiều mà lời nói đó nó vô ích, nó vô nghĩa. Giống như trong cái vị mà thọ thập thiện đó, thì đến cái thọ thập thiện là trong cái 10 điều lành đó, để mình ứng dụng mình tu đó. Về cái thân của mình có 3 cái lỗi chúng ta nên khắc phục. Đó là giết người, gọi là sát sinh, trộm cắp, tà hạnh. Khắc phục 3 cái đó rồi làm 3 điều thiện. Ngược lại là phóng sanh, bố thí, chánh hạnh. Đó là 3 nghiệp về thân. 4 cái lỗi về cái miệng. Miệng mình nó có 4 lỗi. Dựng chuyện nói dối cho người, đó là chuyện có nói không, gọi là nói dối. Giận lên thì chửi rủa người ta, gọi là ác khẩu. Thêu dệt, đâm thọc cho người ta gây gỗ, đó là lưỡng thiệt. Và cái tới thứ 4 này nó có 2 cách. Một là nói những lời mê hoặc dụ dỗ người, gọi là ỷ ngữ. Hoặc là nói những lời không có ích lợi gì cho ai hết. Có nhiều khi có nhiều điều mình nói nó không mang lại cái lợi ích cho người, thì chúng ta nên có chánh niệm đừng nói. Mặc dù đó là sự thật, nhưng mà sự thật đó chưa đúng lúc để nói thì chúng ta cũng không nên nói. Ngày xưa Đức Phật á, ở trong rừng với các thầy đệ tử á, thì Đức Phật mới cầm một nắm lá lên và hỏi các thầy: nắm lá trong tay tôi nhiều hay nắm lá trong rừng này nhiều? Thì các vị mới trả lời là nắm lá trong tay của Đức Thế Tôn so với lại cái nắm lá trong rừng thì chẳng bao nhiêu hết. Đúng như vậy, lá trong rừng thì quá nhiều mà lá trong tay của Phật thì quá ít. Đức Phật nói cũng như thế. Những gì tôi biết như lá trong rừng, mà những gì tôi cần nói cho quý vị nghe để quý vị hiểu, quý vị ứng dụng, quý vị sống tu cũng giống như lá trong gai tay tôi. Tại vì có những điều nó quý vị không cần phải bàn thảo, không cần phải nói,
À, mình nói những cái gì mà hiện tại bây giờ nó thiết thực, nó gần gũi. À, thế nên Đức Phật nói những gì tôi nói cho quý vị đó giống như lá trong tay thôi, còn cái tôi biết thì rất nhiều. Cũng giống như hiện tại bây giờ trong mỗi người chúng ta, thí dụ mình gặp cái người đó, mình biết lý lịch họ hết á, gốc rễ gia đình họ, thân thế họ, cha mẹ họ, nội ngoại dòng tộc, giàu nghèo sao biết hết. Nhưng mà giờ người qua đây, người đó họ sống không đúng như mình nói, mình biết, cũng đâu liên quan gì tới mình, cũng chẳng tác hại tới ai, thôi cô không nói. Tại vì sao? Nó không có lợi ích. Còn ví dụ như người đó không tốt, không lành, đừng lo, ai cũng có cặp mắt để nhìn, ai cũng có cái suy tư, ước sao gì họ sống không đúng thì tự người ta nhìn người ta biết, tự người ta suy người ta biết. Mình nói nó không đúng lúc, mà không phải việc mình, đôi khi mình cũng phải dừng cái đó lại. Cho nên á, rồi thí dụ như á, ở đây không có phải là nói là mình nói nhiều nhưng mà cái nhiều đó nó mang lại lợi ích gì cho ai. Còn nếu mình nói nhiều mà nó không lợi ích thì cũng không nên nói. Và thậm chí có những vị nói mà người ta biết dừng đúng lúc thì cái lời nói đó nó có giá trị. À, thí dụ như mình nói xong rồi mình biết rằng thôi bao nhiêu đủ rồi, và thậm chí người ta có cái sự nhắc nhở gì, nói ít hiểu nhiều. Nhưng mình nói nhiều đôi khi người ta không hiểu, tại vì sao? Ta quên hết trơn. À, giống như mấy đứa nhỏ mình giờ vậy đó, mình nói nhiều nó không nghe đâu. Phải không? Mình nói ít vậy đó mà coi thỉnh thoảng nó nghe. Nhưng mình nói nhiều mà mình, cho nên mỗi người mình phải biết cái chủng tánh để mình cái sự việc, cái con người, để mình có thể ứng dụng cái lời nói. À, nói nhiều không bằng nói đúng. Mình nói nhiều nhưng mà nó đúng vào đâu hết á, không bằng mà nói ít mà nói đúng. Đó là cái ý, cái câu người ta nói. Rồi nhiều khi người ta còn nhắc mình gì nữa, con chim nó chết vì cái tiếng kêu của nó, chim chết vì tiếng kêu, người chết vì cái gì? Người chết vì lời nói. Chim chết vì tiếng kêu, người chết vì lời nói. Rồi Việt Nam mình nhắc gì nữa, mà họa tùng khẩu xuất. Cái lời nói của mình á, nó xuất ra, tức là cái họa đó, cái tai họa nó đến với mình nó cũng từ cái miệng mình mà ra. À, nhưng mà cái họa mình nó cũng tùng khẩu nhập là sao? Mình ăn không đúng thì mình bệnh. Cho nên á, mỗi ngày ăn thì mình thu, nói thì mình xuất. Mỗi ngày nơi cái miệng mình nó thu nhập mỗi ngày. Cho nên người xưa có câu vậy nè, miệng người là cửa đền vua, phải ngăn phải giữ kẻo mua tai nàng. Và người xưa á, người ta còn định nghĩa cái mặt mình á là một cái nhà đó. À, đây là hai cái cửa sổ nè, đây là cái cửa ra vào, đây là hai cái cửa hông. Quý vị thấy không, người ta nhìn con mắt mình á, ta nói cửa sổ tâm hồn đó, buồn nó thể hiện lên cặp mắt, vui nó thể hiện lên cặp mắt. Cho nên người ta nhìn cặp mắt mình, ta hiểu mình. Thí dụ như cái người đó gian, cái tâm tánh không có ngay thẳng, cặp mắt ta nhìn ta cũng biết. Thí dụ vậy đó. Cho nên đó, người ta nhìn vô cặp mắt mình mỗi ngày. À, nếu mà có cơ hội người ta nhìn, ta hiểu được cái tâm tánh của mình phần nào. Cho nên đây là hai cái cửa sổ. Còn cái miệng này là mỗi ngày ra vô biết bao nhiêu lần, đồng ý không? Ăn không biết ngày bao nhiêu chập. À, ăn ba bữa chánh rồi, cộng thêm mấy bữa phụ nữa. Đó là chưa nói là mình gặp gì mình cũng bóc thử. Đó, mà ăn không trúng thì mang bệnh. Đây là họa tùng khẩu nhập. Nhưng mà rồi gì nữa? Họa tùng khẩu xuất. Lời nói mình, cái tai họa của mình nó cũng từ cái miệng mình mà ra. Cho nên cái câu kinh Pháp Cú này cũng không có gì cao siêu, nhưng mà rất thiết thực. Nó rất thiết thực cho con người của chúng ta. Thưa đại chúng, ở trong ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, mà cái gì mà hại mình nhiều nhất? Cái khẩu nghiệp. Cái miệng là nó hại mình nhiều nhất. Tại vì cái miệng là phải nói. Có nhiều người rất là tự hào, tôi có miệng không cho tôi nói sao?
phải không? Rồi có khi người ta khuyên thôi thì chị đừng nói, anh đừng, không, cho tôi nói rồi tôi chết tôi cũng chịu nữa, phải không? Rồi có gì nữa, phải để tôi nói rồi tôi có đọa địa ngục tôi cũng chịu nữa. Cái này là coi chừng nha, cái này là nó rơi vào cái trường hợp là gì? Bồ Tát sợ nhân mà chúng sanh sợ quả. Bồ Tát á, các bậc trí người ta không có dám thốt những cái lời nói mà để tạo cái nhân xấu rồi hưởng cái quả xấu. Mà nếu có nói là ta tạo cái nhân lành thôi, còn chúng sanh mình á, lúc giận lên á, là bất kể cái nhân cái hậu quả, chỉ cần thỏa mãn cái cơn giận mình trong lúc đó. Cho nên là Bồ Tát thì sợ cái nhân. Sợ cái nhân gì? Sợ cái nhân xấu cho nên không dám làm. Còn chúng sanh á, thì chỉ sợ cái quả xấu thôi, nhưng mà cái lúc mà tạo cái nhân xấu thì không ngán, không sợ, phải không? Cho nên khi mình giận lên thì mình nói vậy đó: cho tôi nói đi rồi tôi đọa địa ngục cũng được, tôi nói rồi tôi chết cũng được. Rồi thậm chí một cái chuyện gì mà nó đến với mình á, mình thề thốt, và thậm chí mình nói lên những cái lời mà ước nguyện mà mình làm không nổi, mà khi mà xong việc rồi thì mình thấy trời dại quá, sao nói chi mấy cái lời đó, sao thề chi mấy cái lời nói đó, phải không? Thành thử ra cái khẩu của mình đó, nó quan trọng lắm. Nhưng mà tất cả những cái đó mà cái lời mình nói ra rồi đâu có lượm lại được. Hồi đó có một cái chú đệ tử, chú mới hối hận vì cái lời nói của chú, cho nên chú mới đến chú xin lỗi một người thầy: con đã lỡ nói rất nhiều những lời nói mà huynh đệ con buồn, thầy cho con xin sám hối. Thì ông thầy nghe xong, ông thầy nói: thôi được rồi, thầy nhận lời sám hối của con, nhưng mà bây giờ thầy nhờ con làm một việc. Ông thầy mới mở cái gối ra, cái gối nằm á, thầy mở gối ra, ông thầy mới lấy cái gòn mà dồn ở trong cái gối đó đó, tung lên hết. Tung lên hết xong rồi ông mới nói: bây giờ đó, con hãy chịu khó con lượm hết gòn dồn lại trong gối này. Quý vị biết ông thầy muốn dạy gì không? Một khi cái gối mà mình bung gòn nó ra rồi đó, có cố gắng mà hút cỡ nào đi nữa cũng không bao giờ hút hết, phải không? Không bao giờ hút hết. Thì thầy mới nói với người đệ tử cũng như thế. Cái lời nói mình nói ra rồi, cho dù mình có cố gắng mình hút trở lại, mình thu lại, mình xin lỗi, nhưng mà đâu phải cái vấn đề lời nói đâu, mà cái vết thương của người bị tổn thương nó đã hằn rồi. Cho nên Pháp Hòa đã từng gặp rất nhiều gia đình, nhất là trong vợ chồng. Khi mà người chồng xỉn, say, nóng tính, nói những lời nói rất là nặng nề với người vợ, sau đó xin lỗi, thì cô vợ cũng tâm sự, cổ nói là: mặc dù con vẫn bình thường, con sống trở lại, nhưng mà cái vết thương mà trong lòng con nó không hết. Mỗi khi con buồn thì những cái lời nói đó nó trở lại. Hay đôi lúc đang ngồi ăn cơm, tự nhiên con nhìn chồng con nhớ là cái lời nói mà ổng nói con đó, tự nhiên cái nó nghẹn, và cái bữa cơm đó nó đổi cái không khí liền. Tự nhiên con trùng lại. Nếu con, tại vì đang vui vẻ, nhưng con nói ra thì vô lý quá, chuyện cũ nhắc hoài, nhưng mà nó không nói ra được những cái nỗi đau, niềm đau đó, và cứ phải nuốt vô và sống với nhau như vậy nhiều ngày. Nó thành ra gì? Nó thành ra cái trầm cảm, nó thành ra những cái u uất, nó thành ra những cái bệnh. Cho nên sở dĩ mà chúng ta, xin lỗi đại chúng, một phần trong những cái bệnh mà chúng ta nặng nề như ung thư, một phần là cũng do những cái buồn khổ mà đời sống hàng ngày chúng ta tiếp xúc mà chúng ta không có giải tỏa nó được. Lâu ngày cái độc á, cái độc của tâm nó phát ra. Mình thí dụ như, xin lỗi, mình ăn cái gì trúng, mình uống thuốc sổ được, nhưng mà cái niềm đau nỗi khổ nó ở trong lòng mình. Chỉ có Phật Pháp, chỉ có lời Phật dạy, những lời dạy của Thánh Hiền mới giúp mình tuôn ra được. Nhưng mà có những người, người ta làm không được. Người ta vui lúc đó, người ta xả lúc đó, nhưng mà chỉ xả cái bên ngoài thôi, chứ còn cái tận chiều sâu nó còn dính lại trong đó. Cũng giống như lỡ mình hốt cái gì mà nó có màu đỏ, màu xanh, nó dính tay mình. Ví dụ như là nước màu, cái màu để mình pha thức ăn thôi, lỡ mà nó dính tay, mặc dù mình có đi rửa đó,
Nhưng mà tức khắc lúc đó nó đâu có sạch cái tay mình liền đâu, phải không? Nó phải một vài ngày sau nó mới hết. Cũng giống như là mình đi xăm chữ trên người mình rồi, muốn xóa đâu phải dễ. Đó. Rồi ngày xưa một người cha cũng dạy một người con đó. Đó. Người cha dạy người con là lấy một cái đinh đóng một cái cột, rồi sau đó đổi ý nhổ cái đinh đó ra thì cây cột nó bị cái gì? Nó bị một cái lỗ. Thì người cha cũng nói với người con cũng như thế. Một lời nói của mình nó giống như cái đinh vậy đó. Mình đóng vô trong đó, rồi xong mình thấy cảm thấy hối tiếc, mình rút nó ra, nhưng mà cây gỗ đó nó đâu trở lại liền lạc được. Nó đều có cái vết thương của nó. Cho nên đó, ở đây Đức Phật dạy, dầu nói ngàn lời không có ích, không tốt hơn nói một câu mà có nghĩa. Thấy không? Câu có nghĩa là gì? Câu có chất lượng. Câu có chất lượng. Còn mình nói nhiều mà nó chỉ ở cái mặt số lượng, chất lượng nó không có. Mình làm việc gì cũng vậy. Rồi, dầu nói ngàn kệ nhưng không lợi ích, tốt hơn nói một câu mà nghe xong người khác được an lạc. Có nhiều mình nói mà người ta nghe người ta nóng nảy. Ở đây không biết có ai có những kinh nghiệm, có nhiều người ta nồi, người ta nói chuyện với mình mà trong ruột mình nó sôi lên, mình khó chịu lắm. Cái đó cũng là một cái nghiệp đó. Có nhiều người nói cái tiếng nói của họ, cái âm ba, họ cũng không có nói gì bầm bậy, nhưng mà tự nhiên mình nghe mình không có thiện cảm, và dần như không muốn nghe. Và thậm chí có nhiều khi nghe bực bội lắm, nghe họ nói bực bội. Đó là cái nghiệp của họ. Họ phải, nếu mà người đó muốn thì phải sám hối, giải cái nghiệp đó. Cũng giống như cái nhan sắc của mình. Có người ta nhìn ta thiện cảm, ta thích tới gần. Có nhiều người ta gặp mình cái người ta lơ lơ, ta không có muốn gần. Tất cả nó đều là có cái huân tập của mình, tùy theo cái cách mỗi ngày mình tư duy và mình sống trong cái nghiệp đó. Cho nên á, tu là gì? Tu là chuyển nghiệp. Nói tới cái câu thứ ba, thứ 102 nè. Dầu nói trăm câu kệ nhưng không gì lợi ích, tốt hơn nói một câu, tức là câu kệ đó, nói một bài kệ đó mà nghe xong được tịnh lạc. Phá Hòa có làm một cái bài thơ. Tại mỗi năm Phá Hòa, thường Phá Hòa rảnh á, những lúc ngồi rảnh Phá Hòa hay chép kệ, hay tự mình viết mấy bài kệ để làm quà tặng cho Phật tử trong những dịp Tết. Hay là đôi khi mình có những cái sự việc nó đến thì nhờ cái câu đó nó giúp mình. Thí dụ vậy, đây là một câu ví dụ Phá Hòa viết một cái bài kệ nè. Tu là chỉnh méo cho ngay, tu là biết sửa tháng ngày dở dang, tu không phải để nghênh ngang, tu là biết rõ lối đàn mình đi. Phá Hòa định nghĩa chữ tu bằng bốn câu. Tu là gì? Chỉnh méo cho ngay. Tu là chỉnh méo cho ngay. Tu là biết sửa tháng ngày dở dang. Mỗi ngày mình đều sống hết á, nhưng mà không gì nó trọn hết á. Thì mình cũng đang sống với con, mình cũng đang sống với cháu, mình đang sống với chồng, đang sống với vợ, đang sống với huynh đệ, đang sống với thầy tổ. Nhưng cuộc sống của mình nó bị dở dang là vì mình chưa thấu đáo, cái hiểu mình nó chưa hết, cái thương mình nó chưa trọn. Cho nên giờ cuộc sống hạnh phúc của mình giờ là cho có chừng, cầm chừng vậy thôi. Tu là biết sửa tháng ngày dở dang. Tu đâu phải để nghênh ngang. Tu đâu phải để nghênh ngang. Tu là biết rõ lối đàn mình đi. Mình tu như thế nào để mình thấy được con đường mình đi mỗi ngày nó trong sáng, và mỗi ngày mình đi mình có hạnh phúc, có an vui. Người tu mà mỗi ngày mình cảm thấy trong chùa mình ngột ngạt, trong chùa mình khổ đau, mình lên mình tụng kinh mà mình cảm thấy chán chường, vân vân, là mình biết rồi đó. Cái đời sống của người tu mình nó đang dở dang, nó đang ương sình, nó đang thối chuyển, nó không được. Mình giống như một cái hoa mỗi ngày phải, một cái cây á, mỗi ngày nó đi lên, nó có sức sống. Tu mà không có sức sống như vậy đó, không phải lỗi ở giáo pháp, mà lỗi ở mình không có tiếp thu được, không có hấp thụ được.
cũng giống như một cái cây, không khí cũng như thế, nước cũng như thế, mà giờ cái đất, cái rễ nó không bén ra, người cái căn tu, cái rễ tu mình không bén ra thì nó không hấp thụ được cái gì hết. Pháp Hòa có một cái bài kệ nói về thất bại. Thất bại mà dừng lại, thất bại thành thiên thu. Vững lòng từng bước tiến, thành tựu mới nhàn du. Có nhiều người ta thất bại xong ta dừng ngay đó, ta không tiếp tục nữa, thì có phải thất bại là thành thiên thu không? Thất bại mà dừng lại, thất bại thành thiên thu. Vững lòng từng bước tiến, thành tựu mới nhàn du. Người ta có khả năng người ta chạy, bây giờ mình đã khó khăn, mình đi bộ, đi từng bước, nhưng mà bước nào vững bước đó, 10 năm mình cũng sẽ tới. Người ta giỏi, người ta học ngày ta thuộc 10 kệ, mình không giỏi, ngày mình thuộc một bài kệ thôi. Cho mình một tuần lễ mình thuộc một bài kệ đi, 52 cái tuần mình cũng có 50 bài kệ bỏ túi. Cái vấn đề là ở chúng ta, chúng ta không có trách thời gian, không có trách ai, mà mình có đủ tuệ giác để mình sử dụng thời gian 24 tiếng ngày, một tuần lễ 7 ngày, tháng 30 ngày, năm 365 ngày, mình có sử dụng được không? Cái đó là cái có chuyện của mình. Kinh điển, bài giảng, sách học đầy dẫy. Cái vấn đề là chúng ta có để tâm học để biến mình thành một người mà có chứa đựng cái đạo lý. Mà người có chứa đựng đạo lý thì sao? Nói, nghĩ, làm có đạo lý. Mình là cái người hấp thụ rồi. Buồn vui là hữu hạn, tâm bạn mới thênh thang. Hãy tùy duyên tất cả, bình an trong niết bàn. Có cái buồn nào mãi mãi không? Có cái vui nào mãi mãi không? Không. Cho nên buồn vui là hữu hạn. Cái gì mới thênh thang? Tâm bạn mới thênh thang. Buồn vui là hữu hạn, tâm bạn mới thênh thang. Biết sống tùy duyên tất cả, bình an trong niết bàn. Mỗi ngày đời sống của chúng ta cũng ăn, cũng thở, cũng nói, cũng cười, cũng lơi, cũng đứng vậy mà không có niết bàn. Tại mình không an, không bằng lòng, không chấp nhận thì làm sao có an được. Cho nên á, một ngày Pháp Hòa không có phí, không làm việc, ngồi viết kệ. Pháp Hòa nhiều bài kệ lắm, mỗi một năm ít nhất Pháp Hòa cũng cả 100 bài như vậy. Mà suốt 20 năm nay, năm nào Pháp Hòa cũng có cả 100 bài kệ như vậy. Pháp Hòa suy nghĩ có dịp nào sẽ mang hết những bài kệ đó in thành tập. Đường đi có ngắn có dài, có chông gai cũng có ngày đến nơi. Tâm kiên trí cả cao ngời, giữ cho tâm ấy trọn đời nở hoa. Đường đi có ngắn có dài, có chông gai cũng có ngày đến nơi. Cái quan trọng là gì? Tâm cao trí cả. Cái trí của mình nó phải lớn. Cho nên người ta thường nói cái sự học của mình nó giống như một bầu trời vậy đó. Nhưng mà cái trí học của mình nó là cái thang. Chí mình là cái thang, còn học là như bầu trời vậy đó. Quan trọng là mình có được cái chí để mình leo thang lên trời không. Ai nói mình hay dở, ta khoan vội trách hờn. Khen chê là bài học cho mình sống tốt hơn. Quá trời kệ sao mình không học. Mà chỉ cần mình nói bây giờ 4 câu này học ngày không thuộc, tuần lễ thuộc không? Chắc phải thuộc chứ. Mà nếu mà chịu khó tuần lễ bài kệ, cho mình 25 tuần để nghỉ đi. 25 tuần, năm có 25 bài kệ. Tâm kiên trí cả cao ngời, giữ cho tâm ấy trọn đời nở hoa.
Chỉ cần mình giữ được cái tâm đó, năm nào mình cũng có giáo pháp, năm nào mình cũng có món ăn mới, ngày nào mình cũng có niềm vui. Pháp Hòa mới nói bận rộn mà rảnh rang, tu đâu phải để nhàn. Bận rộn mà rảnh rang, tu đâu phải để nhàn. Làm việc nhiều, bận rộn, nhưng mà cái bận rộn của mình, mình có niềm vui trong cái đó, thì tự nhiên cái lực của mình nó tăng trưởng. Còn mình dùng cái sức lực mình làm không á, mau kiệt sức lắm. Dùng sức mà phải có tâm. Cho nên việc gì mình làm, thổi tâm mình vô đó, việc nó khác liền. Sắp một cái bàn cúng, bày một dĩa trái cây, cắm một bình hoa, dọn một cái tọa cụ bồ đoàn, để cái nhang vào trong trong cái ống, rút cây nhang ra cắm, tâm không thổi vô đó, dù chỉ là một cây nhang cũng thấy liền. Mà Pháp Hòa chỉ, Pháp Hòa nói hoài cái chuyện đó. Rút cây nhang ra mà cắm nhang thôi, người ta hiểu được mình tu tới đâu. Trước hết nè, rút cây nhang ra, đừng có bật lửa liền nha, phải nhìn cây nhang cái, coi cây nhang này thẳng hay ngay, thẳng hay méo. Có nhiều cái xương nhang nó bị cong. Sau khi mình thấy nó cong, lấy cái tay nương theo cây nhang, nhẹ nhẹ lên, nhang lập tức thẳng. Việc đầu tiên thắp nhang là phải nhìn cái nhang nó cong hay nó thẳng. Trời ơi, cây nhang nó thiếu điều, nó muốn gãy xương vậy. Cũng thắp cây nhang lên. Cái này là cái gì? Thiếu sự nhìn lại. Chỉ một cây nhang thôi mà mình không có nhìn lại nó, thì lấy gì mà thấy nó méo, bẻ cho nó ngay. Chứng tỏ mỗi ngày mình sống, mình đều có sự phản quan nhìn lại mình. Khi mà người ta hiềm khích mình, khoan trách người ta, nhìn lại tại sao mình sống như thế nào mà để cho người ta hiềm khích mình. Hẳn phải có lý do, chắc có lẽ mình chưa biết. Có thể đời này, có thể quá khứ, nhưng phải có vấn đề. Tại sao bữa nay người đó họ không ưa mình nữa? Phải có vấn đề. Chứ đâu phải khi không. Còn nếu mình nhìn kỹ rồi mà không có gì hết, thì này là gì? Nghiệp của quá khứ, quan trái tiền khiên. Còn nếu không phải nữa gì, tự người đó họ chuốc khổ, còn mình thảnh thang rồi. Bởi vì ít nhất mình cũng có nhìn lại. Rồi thắp cây nhang xong, quạt lửa, không có thổi. Thắp nhang là phải lấy tay quạt, phất cây lửa cho nó tắt, chứ không có lấy miệng thổi nhang. Rồi cầm cây nhang lên, đến dân Phật, mà hãy cắm cây nhang là phải cho ngay, ngay cái giữa. Chỉ nội cái chuyện rút cây nhang, bật cái lửa lên, rồi mình cầm cây nhang mình cắm vô, người ta tự động, người ta nhìn được cái tâm của mình. Chỉ một cây nhang thôi. Rồi mình múc, thậm chí mình múc nước súp hay là cái gì qua một cái tô thôi, mà trong khi mình muốn vậy mà rau rồi cái gì nó cứ lỡ, nó cứ vậy mà cứ đi khắp nơi khắp xứ hết, nó đâu có gì tội lỗi đâu. Nhưng mà người ta nhìn vô đó, người ta biết việc làm đó, cái tâm nó có trong đó không. Cho nên thưa đại chúng, là việc làm gì mà có cái tâm mình để vào đó, mọi sự nó sẽ khác. Lời nói của mình có tâm mình ở trong đó, cái lời nói nó khác. Cái hành động của mình có cái tâm mình trong đó, hành động mình nó khác. Ví dụ như á, mình đi về khuya, biết cả nhà người ta ngủ, cái tự nhiên mình khẽ cái bước chân, mình rón rén mình mở cửa nhẹ nhẹ. Tại sao? Vì mình ý thức mọi người đang ngủ, mình không nên làm ồn. Đó, cái hành động là hành động của ý thức chứ gì đâu, là hành động của chánh niệm. Mình bước vô trong cái cửa này, ta để cái bảng lớp thiền xin giữ im lặng. Nó giống như là một cái tiếng chuông vậy, trong cái im lặng, trong cái tiếng chuông mà nó không cần vang lên, thấy cái bảng tự động khẽ bước chân, nói nhỏ lại.
Mình đang rần rần từ dưới cầu thang lên, bước vô chánh điện thấy một người đang ngồi thiền, lập tức nín nói liền, nhẹ bước chân lại. Cái ý thức mình nó rải ra như vậy. Cho nên cái chuyện tu hành nó đơn giản vô cùng. Có lúc bạn học làm thinh cho mình cơ hội hiểu mình ra sao. Có khi bạn nói ào ào, lỡ lời một chữ tài nào kéo lui. Có khi bạn học làm thinh cho mình cơ hội hiểu mình ra sao. Có khi mình nói ào ào, lỡ lời một tiếng tài nào kéo lui. Một chữ thôi. Có nhiều khi người ta giận mình suốt đời chỉ vì một chữ nói, một câu mình nói. Thôi thì qua ba câu, cái câu kinh Pháp Cú ở trong Phẩm Ngàn ha, thì chúng ta chỉ hiểu đơn giản là mình nói nhiều không bằng nói đúng. Cái lời nói của mình nó nhiều không bằng cái lời nói ít mà nó mang cái chất lượng chuyển hóa cho người. Chúc đại chúng an lạc cuối tuần và mùa hè an lạc vui vẻ.